xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Vlog Trung Gòm của mình nha. Thì hôm nay mình làm việc lúc 3 giờ kia đến giờ các bạn ơi. Giờ này là 7 giờ sáng rồi. Cũng buồn ngủ quá trời rồi. Mình cũng quay một cái clip sơ bộ về cái nghề nghiệp chính của mình đó, về cái nghề xà lan của mình đó, tại vì cũng có nhiều bạn thắc mắc hỏi mình đó. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ bộ về cái nghề nghiệp của mình cho các bạn xem nha. Thì lúc còn nhỏ các bạn, có nhiều người lớn nói với mình rằng là mày không lo học hành á thì lớn gặp đất mà ăn. What the fuck? Lúc đó là mình rất sợ cái câu nói đó các bạn, cho nên mình gán mình lo mình học, học quá trời luôn, học lên tới hết cấp 3 luôn. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng cặp đất ăn các bạn ơi. Cặp đất rồi cặp cát, cặp đá luôn. Cặp đủ thứ luôn. Nhiều khi cặp xi măng, cặp than luôn các bạn ơi. Thì mình cũng đùa chút xíu cho vui, cho đỡ buồn ngủ hơn nha các bạn. Còn nghề nghiệp chính của mình đó là thợ cần nha các bạn. Mình điều khiển cần cạp, câu đồ rồi đó. Và ở trong nghề đó, ở trong Đông Nam thì người ta gọi mình là thợ cần nha các bạn. Nhiều khi gặp mấy anh bắt đó, mấy anh gọi mình là thợ cầu. Mấy anh cứ gặp mình, mấy anh kêu là thằng trung cầu. Trung cầu không các bạn ơi. Trung cầu là cái gì đó các bạn hiểu rồi ha. Nói chung có nhiều lúc nghề nó chọn người các bạn ơi, chứ người cũng không có chọn nghề được. Nhiều khi lúc còn nhỏ mình mơ ước đi, mình mơ ước mình lớn lên làm kỹ sư hay bác sĩ gì đó, hay là phi công gì đó, nhưng mà mình đâu có biết là lớn lên mình làm nghề gì. Giống như mình á, thì mình cũng đâu có nghĩ là mình có cái duyên với cái nghề cặp đất. Mà thì khi lớn lên đó thì cái cuộc sống nó cũng đưa đẩy mình vào cái nghề đó thôi. Giống như có cái duyên cũng vì tiền, vì cơm áo gạo tiền đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay sơ bộ cái xà lan cần cạp nơi mình làm việc cho các bạn xem nha. Mời các bạn cùng theo mình nha. Đây là toàn cảnh nhìn từ xa nè các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên bờ đó, cách xà lan khoảng 80m nha các bạn. Xà lan mình đang làm công trình nạo vét ở cảng cá Liên Hương, huyện Tiên Phong, tỉnh Bình Thuận nha các bạn. Đây là ngoài cửa biển nha mọi người. Còn đây là cái đoạn trong cảng cá Liên Hương nè. Còn phía bên này các bạn nhìn xa xa đó, có bốn cái ống khói cao to, đó là cái nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nha các bạn. Thì cái cảng cá này nó bị cạn các bạn ơi, nước nó được cũng khoảng mấy tấc nước nè. Thì mình ra đây để mình nạo vét cho nó sâu rồi cho tàu cá đi đó các bạn. Rất là khó khăn các bạn, ở đây đá rất là nhiều luôn. Xà lan này là thuộc sở hữu của công ty Phương Thành Vi nha các bạn. Có trụ sở ở tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là mình đứng ở đằng trước mũi này nha các bạn. Ở trước mũi từ ở chỗ mình ngồi đó ra tới sau lái nó khoảng 55m nha các bạn. Còn cái chiều ngang từ chỗ mình ngồi qua tới bên kia là khoảng 13m rưỡi. Thì tổng diện tích của cái mặt bon xà lan là nó khoảng hơn 700m vuông nha các bạn. Đây là đường dây cáp neo, dây cáp neo mũi. Thì xà lan mình là hai neo nha các bạn.
một cái neo mũi và một cái neo lái. Thì một cái neo đó là nó nặng khoảng 6 tấn. Cái đường dây cáp neo thì dài khoảng 200 mét một đường nha các bạn. Tại mình làm cái dây neo dài để mình trục cái xà lan cho nó tới lui để mình cạp cái luồng đó các bạn. Còn đây là cây cần cạp nè. Cây này có tên của nó là Money 2004 nha các bạn. Trọng lượng của nó khoảng 240 tấn. Cái đoạn cần thì dài 27 mét nha mọi người. Đúng ra người ta chạy trên bờ hoặc là người ta cẩu đồ thì cái đoạn cần của người ta dài hơn. Còn mình đi cặp biển rồi mình làm sóng gió nhiều cho nên mình làm đoạn cần ngắn. Còn đây nè, cặp đất ăn nè. Đó, cái rào để cặp đất nè các bạn. Cái rào này là cái khối lượng của cái rào không là nó nặng khoảng 16 tấn nha các bạn. Tại vì ra đây cái ngoài đây cát với đá rất là cứng luôn cho mình phải sử dụng cái gạo hơi nặng xíu cặp mới ăn. Còn ví dụ như công trường nào mà đất thì mình sẽ sử dụng cái gạo khoảng 8 tấn. Còn nếu mà đá cứng hơn nữa thì mình sử dụng cái gạo khoảng 22 tấn nha các bạn. Nặng vậy cặp mới ăn. Chiều ngang của cái gạo này là 2m4 nha các bạn. 2m4 là lọt lòng á. Còn mình nếu mình đo sắt từ bên đây qua bên kia là khoảng 2m5. Chiều hả ra đó, nó hả miệng ra vậy là khoảng 5m. Còn cái chiều cao là khoảng 7m nha các bạn, từ dưới lên tới cái đầu gạo. Sắt thì rất là dày luôn nha các bạn. Đây là mấy cái dây cáp để mình chạy nè nha các bạn. Cáp để mình cẩu đó. Cáp này là cáp 46 nha các bạn. To như cổ tay mình luôn. Các bạn thấy ở trong cái nhà đó, đó là cái chỗ ở sinh hoạt của anh em nha các bạn. Có 2 tầng. Đây là tờ neo nè nha các bạn. Neo mũi và neo lái là chung luôn một đường dây neo mình có độ dài khoảng 200 mét đó các bạn. Đây là máy tờ neo. Thì công việc của mình đó là điều khiển cái cần cạp này nha các bạn. Cái xà lan này là công ty giao cho mình, giống như mình đánh khoáng vậy đó các bạn. Thì mình thuê người, mình tự lo người, tự lo ăn uống đó. Mình qua hoạt động 24/24 nha các bạn. Thì để hoạt động được 24/24 thì xà lan này mình thuê thêm khoảng 8 người, với mình nữa là 9 người đó nha các bạn. Lúc có công trường làm đó, thì mình cứ hoạt động 24/24. Đây là trên phòng điều khiển của cần cạp này nha các bạn. Đây là cái ổ khóa để khởi động máy nha các bạn. Đây là đồng hồ để báo sạc bình nha. Đây là mình có cái cục biến điện nha các bạn. Chuyển từ điện DC 24V ra điện AC 220V nha các bạn. Để mình xài đèn cao áp đó. Xài đèn cao áp dim đó. Ở đây 2CB này là điện CB đèn cao áp nè. Đây là ổ cắm để mình sạc máy tính. Còn mấy CB này CB cũng CB đèn. Mà đó là điện điện bình nha các bạn. Bình ắc quy đó. Điện 24V. Ở đằng trước đây thì mình có máy tính để mình cài định vị để biết luồng chạy nha các bạn.
đây là máy cần để điều khiển nè. Thì cần gạp này là cái hệ thống điều khiển chính của nó là hơi nha các bạn. Nó có nhiều loại điều khiển lắm. Ví dụ như những cây cần nhỏ thì sẽ điều khiển là cơ nha các bạn. Còn những cây cần lớn thì có thể là điều khiển bằng điện, thủy lực hoặc là hơi nha các bạn. Tại vì lớn nó nặng lắm, mình làm điều khiển cơ là nó nặng lắm, mình điều khiển không nổi các bạn ơi. Đây là cây để quay to nè nha các bạn. Mình kéo vậy thì quay qua bên tay mặt, còn đẩy tới là cây cần sẽ quay bên tay trái. Đây là cái cần số nha các bạn. Tới vậy là số tới, còn kéo ghia vậy là số lùi nha các bạn. Đây là cái cần ga chết. Đây là hai cái cây để điều khiển cái gào nè các bạn ơi. Điểm chính đó, điều khiển hai con cáp cẩu đó. Dưới đây là hai cái thắng nha các bạn. Hai cái chân thắng đó. Thắng bên trái là cái dây miệng của cái gào mình đó. Còn thắng bên phải là cái dây để xách cái đầu gào á. Đó thì mình đạp hai cái thắng này đó, mình kéo dây lên, mình đạp hai cái thắng này thì cái gào sẽ đứng lên nha các bạn. Mình nhả hai cái thắng này thì cái gào sẽ tụt xuống. Đây là đồng hồ báo hơi nha các bạn. Còn trên kia là đồng hồ báo nhớt máy đó. Còn đây là mấy công tắc, mấy tắc kê hơi để điều khiển cái hệ thống dựng hạ nha các bạn. Hạ cần lên xuống đó. Mấy tắc kê này thì cũng chung để dựng hạ luôn với mấy cái tắc kê để mình bóp còi các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Trung R Vlog nha các bạn.